Đồng Vũ Phạm Kính xin kính chào tất cả quý anh chị em nhà mình. Như các chị em nhà mình đang nhìn trên màn hình đây thì hiện tại em đang có hai mẫu hoa sen được chế tác trên nền chất liệu gỗ Ngọc An. Với hai bình sen này thì được thợ bên em trau chuốt từ những cái công đoạn đầu tiên, đó là cái công đoạn chọn gỗ. Và như các chị em của mình đã biết thì với cái dòng gỗ Ngọc An nó sẽ có một cái mùi thơm vô cùng là đặc trưng, mùi thơm rất là ngọt nhẹ. Và chính vì thế thì bên em đã dùng cái chất gỗ này để làm nên những cái bình hoa sen để có thể là vẫn lan tỏa cái mùi thơm đến cho tất cả các chị em nhà mình. Và hình ảnh hoa sen thì chắc hẳn là không còn xa lạ gì với tất cả quý anh chị em của mình đây. Hoa sen còn biểu hay là còn gọi là quốc hoa của dân tộc Việt Nam, và hình ảnh hoa sen thì còn là biểu trưng của Phật giáo với các chị em mình nhé. Và với hai mẫu bình sen này của em thì với mỗi một bình có chiều cao là 1m14, ngang là 65 và chiều sâu sản phẩm là 50. Còn cái phần bình này đây thì có chiều cao là 43 và đường kính bình là 34. Hai bình thì kích thước bằng nhau, và với mỗi một bình thì bên em cắm gồm là 21 cành các chị em mình nhé. Có hoa, có bát sen, có lá sen và có cả lộ nữa. Bát sen bằng nhau thì tạo nên một cái bình hoa vô cùng là độc đáo. Và với mỗi bình hoa này thì các chị em nhà mình có thể là bài trí ở những không gian như là không gian phòng thờ, phòng khách hay là phòng trà của gia đình mình rất là đẹp luôn. Các bác cũng có thể là bày ở cơ quan làm việc của gia đình mình nhé. Và bây giờ thì em sẽ quay gần hơn để các bác nhà mình có thể là thưởng lãm từ những cái đường vân của cái chất gỗ này. Vâng ạ, với một cái bình hoa sen làm trên chất liệu gỗ Ngọc An thì các bác nhà mình có thể nhìn thấy đây, từ những cái cánh hoa sen này cũng có những cái đường tinh dầu rất là nhiều, có một cái màu sẫm này nhá. Và hàng này thì em mới hoàn thiện xong là cái riêng cái phần hoa lá này là bên em vẫn để mộng để các bác nhà mình có thể thưởng lãm mùi thơm, cũng như là nếu anh chị em ở nhà mình mà muốn lên tuyết nhá thì các bác nhà mình chỉ cần ủ ni lông thôi là sau một thời gian nó sẽ lên những cái tuyết trắng. Và đây, nếu mà không biết là quay qua máy thì các anh chị em thì mình có thể nhìn thấy được những cái đường tuyết trắng không ạ? À, em nhìn ở ngoài thì các anh chị em mình thấy là có những cái phần tuyết nó đang lên rất là nhỏ ở đây rồi. Chỉ cần các bác nhà mình trưng về bác Lào Sa mà em chuyển vận chuyển thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi là tuyết lên sẽ rất là đẹp luôn các chị em mình nhá. Và ở dưới cái phần bình này đây ạ, phần bình này thì cũng được thợ bên em là tiện liền khối luôn ạ. Tiện liền khối một bình cũng khá là lặng, và những cái đường vân thì khá rất là già ấy chị em mình nhá. Đường vân rất là già luôn, những cái đường vân cực kỳ nhỏ này. Đấy ạ, các bác nhà mình thấy một cái bình rất là tương xứng. Và đây, cái bình thứ hai này thì em cũng sẽ quay qua để anh chị em mình có thể là tham khảo hai bình. Hai bình này thì cũng được thợ lựa rất là kỹ càng luôn ạ. Từ phần bình làm sao mà cho cái bình nó cân xứng này thì các bác nhà mình có thể kê một cặp. Còn nếu mà anh chị em nhà mình có nhu cầu mua lẻ thì em cũng sẽ bán lẻ các anh chị em mình nhóc không ạ. Còn nếu mà anh chị em mình có không gian rộng thì các bác mình có thể sở hữu ngay một cái cặp như này thì rất là tuyệt vời luôn. Và trong video ngày hôm nay thì em đã quay để giới thiệu đến tất cả các chị em mình một mẫu bình sen mà bên em mới hoàn thiện xong. Nếu anh chị em nhà mình có nhu cầu thì các bác mình hãy nhanh tay để sở hữu cái bình hoa sen đẹp này nhá. Các bác mình hãy liên hệ qua số Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 0866789910 để được thưởng lãm kỹ lét hơn về cái tác phẩm. Và các bác nhà mình sau khi xem video thì cũng đừng quên là cho em xin một cái nút like hay là những lời chia sẻ nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các chị em nhà mình ạ.